Tổng Bí thư Tô Lâm quyết định sờ gáy Bộ Xây dựng, Nguyễn Thanh Nghị, con Nguyễn Tấn Dũng có vào lò. Kính thưa quý vị và các bạn, trong một diễn biến chính trị đầy bất ngờ và gây chấn động, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, con trai của cựu Thứ trưởng Nguyễn Tấn Dũng vừa phải đối mặt với quyết định kỷ luật nghiêm khắc từ các cơ quan chức năng. Động thái này không chỉ gây xôn xao trong giới chính trường mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi. Liệu quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Nghị có phải là phần nổi của cảng băng chìm trong một cuộc chiến quyền lực đang âm thầm diễn ra? Hay đây là dấu hiệu cho thấy ông Tô Lâm đang kế thừa những di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, làm người châm lửa đốt lò thứ hai, tiếp tục công việc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn đang dang dở? Quý vị thân mến, ngày 2 tháng 8 năm 2024, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra để thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí, việc làm và quản lý biên chế công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức tại Bộ Xây dựng. Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ các mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, đồng thời chỉ đạo quán triệt hoạt động của đoàn thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Thay mặt đoàn thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, trưởng đoàn công bố toàn văn quyết định số 358 ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về việc tiến hành thanh tra tại Bộ Xây dựng theo kế hoạch thanh tra năm 2024. Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, vị trí việc làm, quản lý biên chế, công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của các công chức, những việc công chức không được làm, quy tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức, tuyển dụng công chức viên chức, bổ nhiệm công chức viên chức, lãnh đạo quản lý, thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại Bộ Xây dựng, giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng thống nhất với chương trình, thời gian, phương pháp và nội dung làm việc của đoàn thanh tra. Ông Bùi Xuân Dũng yêu cầu vụ tổ chức cán bộ và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí nhân sự làm việc với đoàn thanh tra theo lịch đã thống nhất. Giao cho vụ tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh tra trong quá trình làm việc. Chúng tôi hy vọng rằng qua việc thanh tra này sẽ lựa chọn được những cán bộ ưu tú và loại bỏ được những cán bộ bị tha hóa biến chất, diễn biến và tự diễn biến ra khỏi bộ máy nhà nước. Việc kiện toàn chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 còn thể hiện tính kế thừa liên tục trong cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, được thực hiện theo đúng quy định điều lệ Đảng, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các quy định về công tác cán bộ của Đảng. Phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử hào hùng nghìn năm văn hiến của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Trong phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xin hứa trước Trung ương, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng các đồng chí Trung ương kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và những thành quả mà các kỳ đại hội, trong đó có đại hội lần thứ 13 đã đạt được, phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn kết tư tưởng và hành động, ý Đảng và lòng dân, tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tổng Bí thư cũng nêu rõ sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc hoàn thành các công việc để tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị tốt dự thảo các văn kiện đại hội, định hướng và chuẩn bị tốt công tác nhân sự các cấp, tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, kế thừa những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo của Đảng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết để ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới.
lời hứa tận tâm, tận lực, tận hiến của người đứng đầu Đảng ta mang đến những tin tưởng vững chắc và kỳ vọng to lớn. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những định hướng lớn, đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Cùng với phát biểu nhậm chức tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, trong cuộc họp báo sau khi hội nghị kết thúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra các trọng tâm trên cương vị của mình, gồm 1. Giữ vững độc lập tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, không ngừng tăng cường đóng góp của Việt Nam vào hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định lập trường, quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. 3. Tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 4. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố tiềm lực quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 5. Khơi dậy tinh thần, ý chí, quyết tâm, phát huy cao nhất giá trị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 6. Ưu tiên tập trung chỉ đạo có hiệu quả, chất lượng, các văn kiện, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng. Chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư vào lúc Đại hội 14 của Đảng đã đến rất gần, dự kiến tổ chức vào tháng 1 năm 2026 và còn rất nhiều nhiệm vụ phải triển khai như Tổng Bí thư đã phát biểu trước báo giới. Tình hình thế giới và khu vực hiện nay có những diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, kết quả to lớn đã đạt được, Việt Nam vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Đơn cử, công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, một trong những di sản to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn đó những hạn chế tồn tại mà các cấp có thẩm quyền đã nêu ra. Việc phát hiện xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Những hạn chế tồn tại này đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới phải có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Tham nhũng tiêu cực phải bị ngăn chặn đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng ta, nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh như mong muốn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong lĩnh vực kinh tế, để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, cũng đòi hỏi đất nước phải có những bước tiến mới, tăng trưởng nhanh và bền vững hơn nữa, để không chỉ vượt qua chính mình mà còn đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Nói như vậy cũng có nghĩa là kỳ vọng của nhân dân vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cơ quan lãnh đạo các cấp là rất lớn. Từ các định hướng chiến lược cho đến những quyết sách cụ thể, người ở vị trí càng cao thì đón nhận sự kỳ vọng cũng như trách nhiệm càng lớn. Dễ trong lần, không dân cũng chịu, khó phản lần, dân liệu cũng xong. Quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới được nêu trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, là kim chỉ nam trong tư tưởng và hành động đã được Đảng ta đúc kết vào các văn kiện chính thức,
và được người đứng đầu Đảng tiếp tục khẳng định khi vừa nhậm chức. Dân là gốc và tận tâm, tận lực, tận hiến vì Đảng, vì dân không chỉ là lời hứa mà đã trở thành niềm tin và kỳ vọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đường quan lộ của tướng Ngô Văn Nơi có được trải hoa hồng. Một lần nữa xin được chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 12 tháng 8 năm 2024. Ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Đúng là nỗ lực của một người tốt vô danh tựa như mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất, thầm lặng giúp mặt đất tươi xanh. Và cuối cùng những người có năng lực luôn được phát hiện. Chính câu chuyện về dấu ấn của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và những vụ án vụ việc được xử lý là một câu chuyện đáng tự hào như thế. Đường quan lộ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ông Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tháng 8 năm 2022, ông thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang để đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Từ những vụ án phức tạp đến những quyết định mang tính chiến lược, Đinh Văn Nơi đã chứng minh tài năng và bản lĩnh của mình trong công tác phòng chống tội phạm. Ông nổi tiếng với sự dứt khoát và quyết đoán trong các vụ việc mà ông đảm nhiệm. Điều này đã giúp ông nhanh chóng thăng tiến và nhận được sự tin tưởng từ cấp trên. Chẳng hạn trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo và xử lý nhiều vụ án quan trọng, đóng góp lớn cho công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Những thành tựu này khiến nhiều người tin rằng ông đang đi trên một con đường trải đầy hoa hồng. Nếu nhìn vào sự nghiệp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy một con đường quan độ dường như trải đầy hoa hồng. Những thành tích nổi bật, những quyết định mạnh mẽ, những chỉ đạo đầy quyết liệt đã đưa tên tuổi của ông trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý trong ngành công an. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về con đường này, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào những bước đi của ông, những bão tố mà ông phải đối mặt và cách ông vượt qua chúng. Đinh Văn Nơi là một trong những tướng lĩnh trẻ tuổi nhất trong lực lượng công an Việt Nam, nổi tiếng với những chiến công trong các vụ án lớn. Với những thành tích đó, có thể dễ dàng tưởng tượng rằng con đường sự nghiệp của ông chỉ toàn những thành công, sự thăng tiến nhanh chóng và sự công nhận từ đồng nghiệp. Nhìn từ bên ngoài, con đường của Thiếu tướng Nơi có vẻ như được trải đầy hoa hồng. Những thành tích mà ông đạt được, những vị trí quan trọng mà ông đã đảm nhiệm và những chỉ đạo quyết liệt mà ông đưa ra trong các vụ án quan trọng đều chứng tỏ ông là một người có vai trò và có tâm với ngành công an. Tuy nhiên, đằng sau những chiến công ấy là những mũi gai mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Những thành công mà Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đạt được không phải đến từ may mắn hay sự thuận lợi mà là kết quả của những nỗ lực không ngừng, những quyết định táo bạo và đôi khi là sự đối đầu với các thế lực chống đối. Những thành công không đến dễ dàng và con đường sự nghiệp của bất kỳ ai dù rực rỡ đến đâu cũng đều có những đoạn đường gai góc. Với Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, những thành công mà ông đạt được đều đòi hỏi sự quyết liệt bản lĩnh và đôi khi là sự hy sinh. Những bước đi của ông đều dựa trên sự phân tích sâu sắc và tinh thần trách nhiệm cao. Chính những quyết định đó đã giúp ông không chỉ đạt được thành công cá nhân mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công an. Nỗ lực của một người tốt vô danh tựa như mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất, thầm lặng giúp mặt đất tươi xanh. Câu nói này dường như rất đúng với trường hợp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Những nỗ lực không ngừng của ông, dù thầm lặng và ít người biết đến, đã mang lại những kết quả đáng tự hào. Câu chuyện về dấu ấn của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, thời làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Những vụ án, vụ việc được ông xử lý không chỉ là những chiến công mà còn là sự khẳng định cho năng lực và tinh thần trách nhiệm của một người lãnh đạo có tâm, có tầm. Trong quá trình làm việc, ông phải đối mặt với nhiều thử thách, từ áp lực công việc đến những khó khăn trong việc chỉ đạo và xử lý các vụ việc phức tạp. Những mũi gai này không chỉ đến từ kẻ thù bên ngoài mà đôi khi còn từ những ý kiến trái chiều bên trong tổ chức. Chính những khó khăn này đã thử thách bản lĩnh và lòng kiên định của Thiếu tướng Nơi. Con đường quan lộ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi dù có vẻ như trải hoa hồng nhưng thực chất là một con đường đầy thách thức và những mũi gai chưa được nhìn thấy. Sự thành công của ông không chỉ đến từ tài năng mà còn từ sự kiên trì, quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành tựu mà ông đạt được chính là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ. Và đó cũng là lý do khiến ông trở thành một trong những tướng lĩnh đáng kính trong ngành công an Việt Nam. Một hành động gây ấn tượng mạnh mẽ khác của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là việc công bố số điện thoại cá nhân để người dân có thể trực tiếp cung cấp thông tin nóng. Điều này không chỉ thể hiện sự gần gũi, lắng nghe dân,
mà còn chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao của ông trong việc giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Hành động này đã tạo dựng niềm tin vững chắc từ phía người dân đối với lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 17 tháng 4 năm 2023, số điện thoại của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo trong danh sách các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh trật tự và tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn. Theo đó, số điện thoại 096-229-7777 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi thường trực 24/24 giờ tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh trật tự, tố giác tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng chính là số điện thoại cá nhân của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, công khai rộng rãi để mọi người dễ dàng báo tin về an ninh trật tự từ đầu tháng 7 năm 2020 khi ông Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Cương quyết điều tra, xử lý các vụ án không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể người đó là ai, cũng sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cán bộ, đảng viên có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định. Đó là những hành động cứng rắn và mạnh mẽ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Những dấu ấn mà Thiếu tướng Đinh Văn Nơi để lại trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là những minh chứng rõ ràng cho tài năng và bản lĩnh của ông. Sự quyết đoán, công minh và tinh thần trách nhiệm đã giúp ông không chỉ giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự, mà còn nâng cao uy tín và hình ảnh của lực lượng công an trong mắt người dân. Những thành công này cho thấy Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là một lãnh đạo xuất sắc, người đã cống hiến hết mình vì sự bình yên của xã hội. Tôi lựa ai mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước. Nguyên tắc trong gia đình tôi là không can thiệp vào chuyện công việc của nhau. Tất cả những công việc liên quan đến đơn vị gia đình tôi không bao giờ biết. Với tôi dù có can thiệp cũng không có ý nghĩa gì. Tôi chỉ mong muốn và cảm ơn nếu người nào gọi điện và chỉ đạo đúng. Còn chỉ đạo không đúng thì không thể làm theo được. Tiếp đó ông cũng nói, có chức đã khó, giữ được cái chức lại càng khó. Có chức thì phải lập công, giữ chức là phải giữ gìn bản thân mình. Đó là toàn bộ phát ngôn cực chất của tướng Đinh Văn Nơi khi ông kinh qua các vụ án những năm gần đây. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là người được dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ bởi những phát ngôn đanh thép, quan điểm làm việc đúng đắn mà trên thực tế, ông đã chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án lớn quy mô khủng có tính chất nghiêm trọng tại tỉnh An Giang và Quảng Ninh. Trong thời gian ông nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh, và đến nay, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng An ninh Chính trị Nội bộ, người dân dù chưa gặp ông ở ngoài đời bao giờ, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui và gửi lời chúc mừng tin tưởng tuyệt đối vào tướng Đinh Văn Nơi. Rõ ràng, nhờ có chiến công và con mắt chọn người tài tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã và đang có những kế hoạch và hướng đi chuẩn xác được người dân tin yêu ủng hộ. Lò Bát Lâm đốt tới chùa Ba Vàng, ai bảo kê cho Thích Trúc Thái Minh buôn tăng bán Phật, với những cáo buộc nghiêm trọng về buôn bán tâm linh và truyền giảng những điều phi lý, trụ trì chùa Ba Vàng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích trong dư luận. Mặc dù đã nhiều lần bị phê phán và kỷ luật, Thích Trúc Thái Minh vẫn tiếp tục giữ vai trò trụ trì tại ngôi chùa nổi tiếng này. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng, ai đang đứng sau bảo kê cho ông tiếp tục hoạt động bất chấp những sai phạm nghiêm trọng, với những cáo buộc nghiêm trọng về buôn bán tâm linh và truyền giảng những điều phi lý, trụ trì chùa Ba Vàng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích trong dư luận. Mặc dù đã nhiều lần bị phê phán và kỷ luật, Thích Trúc Thái Minh vẫn tiếp tục giữ vai trò trụ trì tại ngôi chùa nổi tiếng này. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng, ai đang đứng sau bảo kê cho ông tiếp tục hoạt động bất chấp những sai phạm nghiêm trọng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, một nhà sư có xuất thân từ Hà Nội, theo đuổi con đường tu hành từ khá sớm. Ông tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp tu hành của mình tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, nhờ vào tài ăn nói và khả năng thu hút tín đồ. Thích Trúc Thái Minh nhanh chóng trở thành một trong những trụ trì nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Phật giáo ở Việt Nam. Chùa Ba Vàng dưới sự dẫn dắt của Thích Trúc Thái Minh đã trở thành một địa điểm tôn giáo thu hút hàng vạn tín đồ đến hành hương mỗi năm. Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng đó, nhiều dấu hiệu về các hoạt động không minh bạch và lợi dụng tôn giáo để trục lợi cũng bắt đầu xuất hiện. Năm 2019, chùa Ba Vàng bị dư luận lên án mạnh mẽ khi thông tin về các hoạt động gọi vong cúng oan gia trái chủ được phơi bày. Thích Trúc Thái Minh và các cộng sự đã tổ chức các buổi lễ tâm linh, trong đó tuyên bố có khả năng gọi hồn liên lạc với người đã khuất để giải trừ oan nghiệp. Những người tham gia buổi lễ này bị yêu cầu nộp một khoản tiền lớn để giải oan. Hoạt động này bị chỉ trích nặng nề là lợi dụng niềm tin của người dân để trục lợi, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Đạo Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc yêu cầu Thích Trúc Thái Minh dừng các hoạt động này. Tuy nhiên, thay vì giải quyết triệt để, Thích Trúc Thái Minh chỉ tạm dừng một thời gian ngắn trước khi tiếp tục các hoạt động khác với hình thức tinh vi hơn.
Xá Lợi Tóc Đức Phật. Không chỉ dừng lại ở việc gọi vong, Thích Trúc Thái Minh còn dính líu đến nhiều sự việc ồn ào khác. Đáng chú ý nhất là vụ Xá Lợi Tóc Đức Phật. Hồi năm 2023, Thích Trúc Thái Minh đã gây xôn xao dư luận khi tổ chức bài được gọi là Xá Lợi Tóc Đức Phật tại Chùa Ba Vàng. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng Phật tử và những người quan tâm đến tôn giáo. Theo lời giới thiệu từ Thích Trúc Thái Minh, Xá Lợi Tóc Đức Phật được coi là một di vật thiêng liêng, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Phật trên trần gian và mang lại phước lành cho những ai chiêm bái. Trong các buổi lễ tại Chùa Ba Vàng, ông đã dành thời gian giải thích về tầm quan trọng của việc thờ cúng và chiêm bái Xá Lợi, thu hút đông đảo tín đồ đến hành lễ. Tuy nhiên, sự kiện này không chỉ nhận được sự quan tâm mà còn gây ra nhiều tranh cãi trong giới Phật giáo. Nhiều nhà nghiên cứu Phật học và các tăng ni đã lên tiếng đặt câu hỏi về tính xác thực của Xá Lợi Tóc Đức Phật mà Thích Trúc Thái Minh trưng bày. Các nhà phê bình cho rằng, việc trưng bày Xá Lợi Tóc này có thể được xem là một hành động mang tính chất mê tín, không phù hợp với giáo lý Phật giáo và có thể khiến người dân hiểu sai về đạo Phật. Họ cũng lo ngại rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến việc lợi dụng niềm tin tôn giáo của tín đồ để thu hút sự chú ý và tạo ra nguồn lợi cho ngôi chùa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã bày tỏ sự lo ngại về hoạt động này. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Xá Lợi Phật là niềm tin Phật giáo có thật từ lịch sử kinh điển Phật giáo, khảo cổ học, là bảo vật của một số nước châu Á. Tôn thờ Xá Lợi Phật được thực hành trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Phật tử thế giới. Tuy nhiên, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh tổ chức chiêm bái Xá Lợi Tóc Đức Phật không báo cáo giáo hội và địa phương, không tổ chức chu đáo, truyền thông không kiểm chứng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh còn thường xuyên xuất cảnh ra nước ngoài hoạt động, giao lưu tôn giáo và mời chư tăng nước ngoài dự lễ tại Chùa Ba Vàng mà không báo cáo giáo hội. Dù sự kiện trưng bày Xá Lợi Tóc tại Chùa Ba Vàng đã thu hút nhiều tín đồ, nhưng nó cũng làm dấy lên các câu hỏi nghiêm túc về cách thức thực hành và truyền bá đạo Phật của Thích Trúc Thái Minh. Sự kiện này không chỉ làm nổi bật các vấn đề về tính xác thực của các hiện vật tôn giáo, mà còn phản ánh các tranh cãi về cách mà một số nhà sư hiện đại đang tiếp cận và diễn giải giáo lý Phật giáo trong bối cảnh xã hội hiện đại. Truyền giảng các điều phi lý. Các bài giảng của Thích Trúc Thái Minh cũng bị chỉ trích vì chứa đựng nhiều nội dung sai lệch, đậm màu sắc mê tín dị đoan, không phù hợp với giáo lý Phật giáo. Điều này không chỉ làm tổn hại đến uy tín của Phật giáo mà còn gây hoang mang cho không ít người dân tin vào những lời giảng dạy của ông. Hàng loạt video chứa phát ngôn gây sốc của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh hiện vẫn đang lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người kêu gọi người dùng mạng xã hội tẩy chay các clip này, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để gỡ bỏ các clip đó nhằm tránh ảnh hưởng đến người dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Một số khác lại tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực mà các video này có thể gây ra đối với uy tín và hình ảnh của Phật giáo Việt Nam. Trên một số diễn đàn Facebook đã lan truyền chóng mặt đoạn nói chuyện, thuyết giảng của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng với những câu từ gây sốc. Thậm chí đó còn là câu chuyện mang thông tin truyền bá những điều phi lý. Theo nội dung clip chia sẻ từ Đại Đức Thích Trúc Thái Minh với chất giọng trầm ấm, đầu gật gù tỏ vẻ rất tâm đắc có đoạn. Thầy có nghe một câu chuyện hình như ở Đắk Lắk ấy. Có một cô là cô giáo về nhà bạn gái chơi. Làm sao qua một đêm cô biến thành nam giới và cô mọc ra cái của nam giới. Các con ạ, à, lạ kỳ. Cái hồi ý chuyện rầm rộ hết báo chí, mười mấy năm rồi. Cái hồi ấy sư phụ còn đang ở trong chùa Lâm. Biến thành nam giới luôn chứ không phải phẫu thuật thành nam giới đâu. Các con ạ, à, tự chuyển hóa. Dừng lại một chút, vị trụ trì Chùa Ba Vàng này rao giảng tiếp. Sau này, sư phụ tìm hiểu thêm, giới tính của con người nó rất lạ. Nam hay nữ nó không khác nhau gì đâu. Nam nữ chỉ khác nhau một tí thôi. Cho nên bây giờ phẫu thuật chuyển giới các con ạ. Sư phụ có xem clip chuyển nam thành nữ, chuyển nữ thành nam. Giờ họ làm được. Chỉ có điều từ nam chuyển thành nữ không có buồng trứng thôi. Còn cơ quan sinh dục người ta vẫn tạo được. Nữ giới chuyển thành nam người ta vẫn khâu, đắp thêm vào được. Đáng chú ý, những thông tin một cô là cô giáo về nhà bạn gái chơi, làm sao qua một đêm cô biến thành nam giới và cô mọc ra cái của nam giới, không chỉ gây bất ngờ, tò mò trong chính phát ngôn của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là lạ kỳ. Thậm chí câu chuyện này có lẽ còn khiến hàng trăm người tu tập đang ngồi chăm chú lắng nghe ở phía dưới cảm thấy thật ảo diệu. Không những vậy, ngay sau khi đoạn clip này được lan tỏa, chia sẻ trên mạng xã hội, những người theo dõi thông tin này đều phải há hốc mồm về câu chuyện ngoài sức tưởng tượng được trụ trì Chùa Ba Vàng thêu dệt, truyền tải. Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm như quá kỳ diệu, thật là vi diệu, thật không thể tin nổi. Một số ý kiến khác cho rằng những phát ngôn này của thầy Thích Trúc Thái Minh là phi lý, có thông tin tuyên truyền mê tín dị đoan, không phù hợp. Một số người khác bày tỏ
cái này nên làm đề tài nghiên cứu hẳn hoi, đỡ phải qua Thái Lan. Cái này rõ ràng truyền bá mê tín dị đoan rồi. Thầy Vục ác quá. Điều đáng nói, việc thầy Thích Trúc Thái Minh có những thông tin có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, không chỉ ở nội dung nêu ở trên, vị trụ trì này cũng vừa có việc làm tương tự, gây bức xúc. Cụ thể gần đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục đăng tải đoạn clip về khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng, gây xôn xao dư luận. Trong video này, trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh đang thuyết giảng trước nhiều học sinh về chuyện vong nhập, báo oán. Chưa rõ đoạn clip thuyết giảng này của sư thầy Thích Trúc Thái Minh trong khóa tu nào, nhưng rõ ràng những phát ngôn gây sốc này khiến người dân không khỏi hoang mang với câu chuyện phi thực tế, đầy hoang đường, mê tín dị đoan mà vẫn được rao giảng trước hàng trăm Phật tử miệt mài lắng nghe. Vì vậy, những khóa tu kiểu này cần được các cơ quan chức năng kiểm tra để xử lý nghiêm vi phạm nếu có, để bảo vệ an ninh trật tự xã hội cũng như uy tín của Phật giáo Việt Nam. Các lần bị kỷ luật. Trước những sai phạm này, Thích Trúc Thái Minh đã nhiều lần bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật. Ông bị yêu cầu chấm dứt các hoạt động gọi vong và bị cảnh cáo về việc truyền bá những thông tin sai lệch. Tuy nhiên, những biện pháp này dường như chỉ mang tính hình thức. Bởi sau mỗi lần bị kỷ luật, Thích Trúc Thái Minh vẫn tiếp tục các hoạt động gây tranh cãi tại chùa Ba Vàng. Bãi nhiệm hết chức vụ của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, vụ thỉnh vong cúng oan gia trái chủ thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm hồi tháng 3 năm 2019. Sau khi báo chí phản ánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay sau đó đã đề nghị địa phương chấn chỉnh việc thuyết giảng vong báo oán tại cơ sở này. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 12 tháng 7 đã ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trong Giáo hội Phật giáo Trung ương và địa phương, chỉ còn đảm nhiệm làm trụ trì chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, các chức vụ bị bãi nhiệm của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bao gồm Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Sau cuộc họp chiều ngày 26 tháng 3, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết luận Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, tăng đoàn. Thường trực Hội đồng trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay lập tức đình chỉ tất cả chức vụ trong giáo hội với sư Thái Minh. Nếu còn sai phạm sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Đầu năm 2024, trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cũng bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp dụng kỷ luật vì trực tiếp liên quan việc tổ chức trưng bày vật thể được cho là xá lợi tóc Đức Phật cung thỉnh từ Myanmar về chùa Ba Vàng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Đây là một nội dung trong thông báo của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Đức Pháp Chủ về kết quả kỷ luật Đại Đức Thích Trúc Thái Minh vì các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông báo, chùa Ba Vàng tổ chức chiêm bái và truyền thông xá lợi tóc Đức Phật hồi tháng 12 năm 2023. Bị dư luận xã hội phê phán, tạo ra nhiều thông tin trái chiều. Sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của Phật giáo và uy tín của giáo hội. Điều này là vi phạm quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương. Giáo hội thông báo với Đức Pháp Chủ về việc xử lý với sư Thích Trúc Thái Minh. Ngoài bị cảnh cáo, sư Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự. Các hình thức kỷ luật này được thông báo tới tất cả Ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương trên toàn quốc. Đặc biệt, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Chùa Ba Vàng sẽ không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế trong một năm. Lý do sau nhiều sai phạm, Thích Trúc Thái Minh vẫn được làm trụ trì chùa Ba Vàng. Một trong những lý do chính khiến Thích Trúc Thái Minh vẫn có thể duy trì vị trí trụ trì dù vướng vào nhiều tai tiếng là nhờ vào mối quan hệ quyền lực trong giới tôn giáo và xã hội. Có nhiều đồn đoán rằng ông có sự bảo vệ từ những cá nhân hoặc tổ chức có tầm ảnh hưởng, giúp ông tránh khỏi những hình thức kỷ luật nặng nề hơn. Những mối quan hệ này không chỉ giúp Thích Trúc Thái Minh duy trì quyền lực tại chùa Ba Vàng, mà còn bảo vệ ông trước các chỉ trích từ dư luận. Hệ thống quản lý và giám sát hoạt động tôn giáo tại Việt Nam vẫn còn nhiều lỗ hổng. Các biện pháp kỷ luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với những vi phạm của Thích Trúc Thái Minh chủ yếu mang tính cảnh cáo, không đủ mạnh để ngăn chặn các hoạt động gây tranh cãi của ông. Sự dung túng hoặc thờ ơ từ phía cơ quan chức năng cũng khiến Thích Trúc Thái Minh dễ dàng tiếp tục hoạt động của mình mà không phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ảnh hưởng của Thích Trúc Thái Minh trong cộng đồng Phật tử. Không thể phủ nhận rằng Thích Trúc Thái Minh có một lượng tín đồ rất lớn và trung thành. Những hoạt động của ông, dù gây tranh cãi, vẫn thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo Phật tử. Sự giàu có và quyền lực mà chùa Ba Vàng mang lại
cũng là một yếu tố khiến ông giữ được vị trí trụ trì. Điều này cho thấy sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng của ông trong cộng đồng khiến các biện pháp xử lý ông trở nên khó khăn hơn. Thích Trúc Thái Minh, với những sai phạm nghiêm trọng từ gọi vong, truyền bá mê tín đến buôn bán tâm linh, đáng lẽ ra đã phải đối mặt với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc từ lâu. Tuy nhiên, sự bảo vệ từ các mối quan hệ quyền lực, sự yếu kém trong hệ thống quản lý tôn giáo và sự ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Phật tử đã giúp ông duy trì quyền lực tại Chùa Ba Vàng. Nhiều người cho rằng Chùa Ba Vàng từ lâu có mối quan hệ mật thiết với các lãnh đạo cao cấp, từ trung ương đến địa phương. Hồi năm 2019, trong vụ bê bối gọi vong, hình ảnh của các lãnh đạo cao cấp đã từng đến thăm Chùa Ba Vàng cũng đã bị gỡ khỏi trang web của ngôi chùa. Tờ Tuổi Trẻ hồi năm 2019 đăng bài Chùa Ba Vàng 10 năm biến thành nguy nga rộng hàng chục ngàn mét vuông. Hình ảnh từ vệ tinh năm 2006 cho thấy Chùa Ba Vàng chỉ là một chấm xanh khiêm nhường giữa núi rừng bạt ngàn của thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Nhưng đến năm 2016, nơi đây đã biến thành một ngôi chùa nguy nga rộng hàng chục ngàn mét vuông đất. Và sau sự cố của chùa tuyên truyền mê tín dị đoan về vong báo án, giải nghiệp, thu lợi tiền tỷ bị báo chí phanh phui, dư luận đặt câu hỏi về việc hàng chục ngàn mét vuông đất vốn là tài sản quốc gia đã bị biến thành ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Tờ VN Express từng đăng tải video clip về 10 năm biến đổi quy mô của Chùa Ba Vàng. Theo đó, ban đầu chùa được xây dựng bằng gỗ. Năm 1993, chùa được trùng tu. Đến năm 2011, chùa được khởi công xây dựng với quy mô lớn kỷ lục. Từ năm 2003 đến năm 2019, diện tích của chùa này đã tăng hơn 20 lần. Vì sao Chùa Ba Vàng có thể chiếm dụng hàng ngàn mét vuông đất, lấn rừng quốc gia, xây chùa thật to, rồi sau đó thực hành những hoạt động tâm linh, bá đạo, móc túi người dân hàng trăm tỷ mỗi năm? Thế nhưng không có cơ quan chức năng nào dám đụng tới. Đã đến lúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cứng rắn và quyết liệt hơn để xử lý các hành vi sai trái, bảo vệ giá trị chân chính của Phật giáo và đảm bảo rằng tôn giáo không bị lợi dụng vì mục đích trục lợi cá nhân. Dư luận đặt câu hỏi, ai bảo kê cho Thích Trúc Thái Minh buông tăng bán Phật? Tuy câu hỏi không có lời đáp, nhưng việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, lý do sau bao nhiêu sai phạm, từng nhiều lần bị kỷ luật, vẫn bình an vô sự làm trụ trì Chùa Ba Vàng, vẫn tiếp tục truyền bá những điều phi lý, mê tín dị đoan, trái với giáo lý nhà Phật, cho thấy có điều bất thường phía sau.